12 điều cấm kỵ trong ngày Tết Thanh Minh. Bỏ ra 10 phút xem hết, nếu không phải mang họa diệt thân. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong truyện Kiều thì cụ Nguyễn Du cũng có viết: Thanh Minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạt thanh. Tiết Thanh Minh không chỉ là cái ngày lễ Tết cổ truyền, truyền thống đối với người dân Việt Nam, mà còn một trong 12 cái tiết khí quan trọng nhất trong năm. Tết Thanh Minh hay còn gọi là Tiết Thanh Minh là một ngày lễ được người dân Việt Nam khá là chú trọng để thể hiện cái sự mong mỏi báo hiếu của con cháu, tưởng nhớ đến công lao của tổ tiên và những người thân đã khuất. Đây không chỉ là cái dịp để con cháu bày tỏ cái lòng thành kính với ông bà tổ tiên, mà còn là cái cơ hội để giữ gìn cái truyền thống văn hóa uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Tết Thanh Minh năm nay thì đang đến gần. Có những cái điều cấm kỵ mà quý vị nên tránh trong những ngày này. Và sau đây là 12 cái điều kiêng kỵ trong ngày Tết Thanh Minh. Quý vị hãy chú ý không nên mắc phải những cái điều này để tránh rước họa vào thân, bị ông bà quở trách, tiền bạc đội nón ra đi. Trước hết thì chúng ta cũng tìm hiểu Tết Thanh Minh năm 2024 nó rơi vào cái ngày nào. Như chúng ta đã biết, Tết Thanh Minh là một trong 24 tiết khí. Tiết khí này được lập lịch theo cái quan niệm của các quốc gia phương Đông. Về mặt nghĩa đen thì thanh có nghĩa là trong, minh có nghĩa là sáng. Tiết Thanh Minh nghĩa là khi mà trời mát mẻ quang đãng. Tết Thanh Minh là cái tiết khí thứ 5 trong 24 tiết khí. Bắt đầu sau cái ngày lập xuân 45 ngày và sau Đông Chí 105 ngày. Tiết khí Thanh Minh kéo dài khoảng 15 đến 16 ngày. Và ngày đầu tiên trong cái tiết Thanh Minh thì gọi là Tết Thanh Minh. Vào năm 2024 thì Tết Thanh Minh nó sẽ rơi vào ngày mùng 4 tháng 4 dương lịch. Tức là nó sẽ rơi vào ngày 26 tháng 2 âm lịch ấy. Sau khi kết thúc tiết xuân phân và kéo dài đến ngày 18 tháng 4, tức là rơi vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Ngoài Tết Thanh Minh thì vào những ngày đầu tháng 3 ấy, thì còn có cái lễ đạp thanh. Đấy. Đây là cái lễ hội cũng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trong cái lễ này thì nam nữ sẽ sửa soạn quần áo thật đẹp và cùng đi chơi xuân. Hiện nay ở Việt Nam không còn lưu truyền cái lễ hội này nữa, nhưng mà chúng ta vẫn có thể biết được đến ngày lễ này qua cái câu thơ của cụ Nguyễn Du, đúng không ạ? Thanh Minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Gần xa nô nước Yến Anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử gia nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Đó. Ý nghĩa của Tết Thanh Minh đối với người Việt Nam ấy, thì cái Tết Thanh Minh là cái dịp con cháu hướng về cái cội nguồn tổ tiên. Dù đi làm ăn xa, thì vào cái ngày này gia đình cũng tụ tập đấy để đi tảo mộ, sau đó về nhà quây quần bên mâm cơm cùng gia đình. Những ngôi mộ sẽ được sạch sẽ tươm tất, như là để thay con cháu thể hiện cái lòng thành kính đối với tổ tiên. Trong cái dịp lễ Tết Thanh Minh thì các khu nghĩa trang thường thì trở nên đông đúc và tấp nập, thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, cái nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam, dân dạy con cháu biết yêu thương, hiếu thảo và trân trọng ông bà cha mẹ khi còn sống, chứ không phải đến khi mất thì mới tỏ ra có tấm lòng thành kính. Đó. Một câu hỏi đặt ra trong dịp Tết Thanh Minh là Tết Thanh Minh có phải là Tết Hàn Thực không? Thưa quý vị, thì đây là hai cái Tết hoàn toàn khác nhau nhé. Tết Thanh Minh và Tết Hàn Thực thì cũng có ý nghĩa và cái nguồn gốc hoàn toàn khác nhau. Tết Thanh Minh là cái ngày đầu tiên trong cái Tết Thanh Minh, là một trong 24 tiết khí. Còn cái Tết Hàn Thực ấy thì nó là ngày mùng 3 tháng 3 ấy. Thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong một video sau nhé. Và cái Tết Thanh Minh trong năm 2024 ấy, nó kéo dài từ cái ngày là mùng 5 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 dương lịch. Đó. Và sau đây là những cái điều kiêng kỵ cần phải tránh trong ngày Tết Thanh Minh để có được những cái may mắn và không phạm phải những cái điều đại kỵ trong tâm linh. Thứ nhất là tùy tiện chụp ảnh. Thưa quý vị, ngày nay công nghệ thì ngày càng phát triển. Số người sở hữu máy ảnh hay là điện thoại có chế độ chụp ảnh thì ngày càng nhiều. Song không phải ai cũng biết tùy tiện chụp ảnh là một trong những cái điều đại kỵ trong cái ngày Tết Thanh Minh. Không nên chụp ảnh ở nghĩa trang, lăng mộ. Không chụp ảnh với người lạ, đặc biệt là sau 3 giờ chiều thì tuyệt đối không được chụp ảnh bừa bãi. Vì biết đâu ấy, có những cái thứ gì đó khác nó lọt vào trong máy ảnh. Trong cái ngày Tết Thanh Minh ấy, thì gặp cây cổ thụ, những đồ cổ hay là những nhà cửa, kiến trúc lâu đời ấy, thì cũng không nên tùy tiện chụp ảnh. Người xưa cho rằng cây cối, đồ vật hay là nhà cửa lâu năm ấy, thì đều có cái linh hồn nó trú ngụ. Không cẩn thận
thì sẽ phạm phải những điều bất kính và gây ra những hung họa khôn lường. Ban đêm thì cũng không nên chụp ảnh trong gương, bởi gương nó thuộc tính âm, dễ nhuốm cái âm khí. Tiết thanh minh là thì âm khí nó khá là vượng. Dù là chụp ảnh của người khác hay là chụp ảnh chính mình trong gương thì cũng đều không tốt. Không may lại bị nhìn thấy những cái thứ không nên nhìn. Đấy. Tương tự thì đi chơi đêm thì quý vị cũng tốt nhất không nên chụp ảnh. Cũng gì đừng có lấy đèn pin soi rọi lung tung để dễ gì kích thích những cái thứ mà đen tối đi theo mình. Khi đến đỉnh đền Miếu Phủ Chùa Chiền thì cũng không nên đứng ở dưới chân tháp chụp ảnh. Tháp được dùng để gì, trừ tà, dễ gây ra cái cảm giác là bức bối, khó chịu cho những người chụp. Ngoài ra, quý vị nên cân nhắc trước khi mà chụp ảnh cùng cái thần tượng hoặc là tượng Phật vì gì có thể gây ra sự tổn hao về nguyên khí. Quý vị cũng nên tránh chụp ảnh ba người. Xưa kia, các họa sư không bao giờ vẽ ảnh ba người cùng trong một cái bức tranh vì người ở giữa sẽ bị hai người hai bên bị gì bị đè ép. Tuy nhiên, nếu ba người chung một nhà thì cũng không vấn đề gì cả. Nếu mà chỉ là đồng nghiệp hay là đối tác thì cái việc này quý vị nên cẩn thận, tránh những ảnh hưởng xấu đến vận khí của mình. Tả mộ trong Tết Thanh Minh vừa là để thể hiện cái tấm lòng uống nước nhớ nguồn đối với ông bà tổ tiên, vừa là một cái cách để lưu giữ cái truyền thống tốt đẹp. Vậy nên các cụ có câu ấy, có thờ có thiêng, có kiêng thì có lành. Vì thế mà đi tảo mộ trong dịp Tết Thanh Minh hoặc là đi chơi Tết Thanh Minh thì quý vị tuyệt đối không nên chụp ảnh bừa bãi nhé. Thứ hai là đi tảo mộ cho người ngoài. Quý vị thân mến, đi tảo mộ là cái tập tục truyền thống trong ngày Tết Thanh Minh. Những người đi tảo mộ xưa nay thì đều là con cháu trong nhà. Những người ngoài thì tốt nhất không nên tùy tiện đi theo. Dù sao thì cũng không phải là người một nhà, đến cái mộ phần vào lấy thanh minh ấy thì có thể khiến cho trường khí bị hỗn loạn, mất cân bằng là cái điểm xấu nên tránh. Có thể do nhiều cái nguyên nhân mà những người gặp phải cái tình huống như là đi tảo mộ cùng bạn bè, cấp dưới đi tảo mộ cùng với cấp trên hoặc là đối tác làm ăn đi tảo mộ cùng nhau ấy. Khi đó tốt nhất là quý vị nên mang theo những cái vật phẩm phong thủy như là cái bùa hộ thân, như là cái minh quang pháp bảo hoặc là cái gì, cái vạn phúc chi nhân để được hóa giải, tránh những cái tà khí, nó ám khí nó xâm nhập vào trong ngày Tết Thanh Minh. Thứ ba là chọn hoa cúng tùy tiện, màu sắc rực rỡ. Thưa quý vị, theo truyền thống thì Tết Thanh Minh là cái dịp để bày tỏ, để mong đợi vạn vật mùa xuân nó bừng sống lại. Vòng tuần hoàn của cuộc đời một lần nữa được bắt đầu. Thời điểm này thì cũng là lúc mà trăm hoa đua nở, song không phải cái loại hoa nào cũng phù hợp để cho cái việc cúng tế. Người xưa cho rằng hoa cúng đi tảo mộ không nên chọn những màu hoa quá sặc sỡ hoặc là mùi hương quá nồng đậm. Quý vị nên chọn những sắc hoa trang nhã, mùi thơm thuần khiết để tỏ lòng kính trọng đối với tổ tiên và các vị thần linh. Thông thường thì các loại hoa màu sắc tượng trưng cho các sự tiếc thương khi đi tảo mộ ấy, thì có thể chọn hoa cúc trắng hoặc là hoa bách hợp trắng, hoa huệ hoặc là gì, hoa mã đề hoặc là hoa hồng trắng, vân vân. Hoa rành rành hay là các loại hoa có màu sắc trắng khác có thể thể hiện cái sự thương nhớ và tiếc thương nhớ nhung. Hoa cúc vàng cũng là một cái sự lựa chọn phổ biến đấy, bởi hoa này tượng trưng cho cái sự đau buồn và gì cho cái sự tưởng niệm. Thì ngoài ra ấy, có thể lựa chọn vào cái tuổi của những người đã khuất hoặc là những người mà cái sở thích của họ để chọn hoa cúng sao cho một phù hợp. Với những người bề trên, những người cao tuổi thì có thể là dùng hoa cúc vàng hoặc là hoa cúc trắng. Cũng có thể chọn có loại hoa nhiều màu sắc như đỏ hồng để mà gì, thể hiện cái tình cảm thương nhớ, nhớ nhung, thương tiếc của con cháu. Với những người mà có cùng thế hệ thì nên mua hoa màu trắng trang nhã như là hoa lai ơn hoặc là hoa lau kèn, hoa cẩm chướng. Còn với bạn bè thân thiết thì không cần phải quá câu nệ cái hình thức. Đấy, có thể thoải mái lựa chọn các loại hoa mà các bạn gì yêu thích. Thứ tư là tảo mộ không đúng trình tự. Quý vị thân mến, kiên kỵ thứ tư là tảo mộ không đúng trình tự. Cái chuyện tảo mộ là cái chuyện linh thiêng, là dịp để con cháu thể hiện cái lòng biết ơn, tấm lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên. Do đó, phải được tiến hành tảo mộ theo đúng cái trình tự, tránh bất kính với những người đã khuất. Thông thường thì cái buổi lễ tảo mộ ấy được diễn ra theo cái trình tự như sau: dọn dẹp mộ phần, sau đó lên hương này, sau đó dâng lễ, mời rượu, khấn vái và là hóa vàng mã. Trong quá trình tảo mộ ấy thì để tẩy uế, quý vị có thể nhổ cỏ xung quanh đúng không ạ? Và trước khi mà dâng hương thì quý vị cũng có thể sử dụng trầm để tẩy uế hoặc là sử dụng cái chai nước nhất tâm hương
Đấy, để bao sái, để gì chú quý vị xịt xung quanh cái khu vực khu mộ để cho được thơm tho sạch sẽ. Khi đó thì khu mộ cũng sẽ được gì trang nghiêm và sạch sẽ hơn. Đấy, nó cũng sẽ giúp được gì lưu giữ được linh khí của gia tiên và lời nguyện cầu của những người gì đi tảo mộ. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái nước bóc sái ban thờ nhất tâm hương. Đấy. À, giúp cho cái không gian khu mộ nó được gì thơm tho, thanh tịnh và sạch sẽ hơn. À, thưa quý vị thân mến, sau khi mà tiến hành tảo mộ thì quý vị cũng cần phải chú ý giữ cái thái độ thành kính, không được cười đùa hay là gì nhảy lung tung. Bằng không là sẽ phạm phải những điều đại kỵ trong Tết Thanh Minh thì hậu quả cũng sẽ khôn lường. Trước khi mà dọn dẹp mộ phần thì quý vị cũng nên thắp hương khấn gia tiên ở nhà để xin phép được tu sửa dọn dẹp và mộ phần. Số nén hương được thắp phải là số lẻ 1 nén, 3 nén hoặc 5 nén vì số lẻ tượng trưng cho cái âm. Quý vị chú ý phát quang cỏ rậm, nhổ những cái cỏ dại, bồi đắp thêm đất, trồng thêm cây hoa tươi và quét dọn cái khu vực xung quanh cho được sạch sẽ. Kiểm tra xung quanh mộ nếu mà bị chuột hay là các loại thú khác nó đào bới thì cũng cần phải nhanh chóng xử lý. Nếu quanh mộ mà có nước hay là nước nó vào mộ là cái điều xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, tài lộc của con cháu đời sau. Lễ vật dâng lên thì cũng phải lựa chọn thật cẩn thận, nên là cái đồ chay, bởi dân gian quan niệm ăn chay niệm Phật thì sẽ được siêu độ, mau chóng được siêu thoát, được đầu thai. Hoa quả là cái đồ tươi mới, tránh dâng cái hoa quả héo, giật nát. Số lượng hoa và quả trái cây cũng nên là chuẩn bị số lẻ nhé. Chuẩn bị hai ngọn đèn dầu hoặc cây nến tượng trưng cho nhật nguyệt. Lễ vật đặt trên bàn có thể đặt chung, xong nếu mà có nhiều bát hương ấy thì bát hương nào cũng phải thắp. Khi mà hành lễ cúng gia tiên thì có hai nghi thức là vái thì cũng sẽ được thực hiện trong cái nghi lễ này. Người làm lễ phải dâng hương bằng cả hai tay với cái tấm lòng thành kính. Tiếp theo đó là con cháu trong nhà lần lượt dâng hương theo thứ tự như cha mẹ, ông bà, sau đó cha mẹ đến con cháu, đến trưởng nam, trưởng nữ, thứ nam, thứ nữ. Sau khi hương cháy được 2/3 thì làm lễ tạ, hóa vàng và xin lộc để gì gia tiên thần linh ở nhà. Về chuyện xin lộc thì quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhé. Có quan điểm cho rằng ngoài vấn đề mà về tần số tâm linh ấy, thì cái đồ cúng ở mộ, ở nghĩa trang thì thường nhiễm những vi khuẩn, tức là nhiễm trường năng lượng xấu. Vốn là có rất nhiều ở nghĩa trang, ăn vào thì dễ bị ngộ độc hoặc ảnh hưởng không tốt cho hệ tiêu hóa. Chỉ nên đem cho chim hoặc là cá ăn. Điều này cũng khá là có khoa học, nhưng mà chúng ta cũng nên cân nhắc lựa chọn sao cho phù hợp. Thì ngoài ra khi thắp hương cho các ngôi mộ ở trong khu vực của gia tiên ấy, thông thường thì nên tuân theo cái thứ tự để các bậc đời trước trở về sau. Tuy nhiên nếu mà khu mộ không được bố trí theo đúng cái trật tự thứ tự các bậc của dòng họ ấy, thì tùy duyên để thuận theo cái lối đi mà quý vị thắp, không nên quá cứng nhắc câu nệ nhé. Thứ năm là tổ chức việc hỷ, sinh nhật hay là tiệc tùng vui chơi giải trí vào cái ngày này. Quý vị thân mến, Tết Thanh Minh là dịp để con cháu tưởng nhớ về cội nguồn, tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, tỏ lòng hiếu thảo và thương nhớ đến những người đã khuất. Nếu mà sinh nhật trùng hợp rơi đúng vào cái Tết Thanh Minh thì tốt nhất quý vị nên tổ chức sớm một vài ngày. Đặc biệt tuyệt đối không làm mừng thọ cho những người già vào cái dịp này, không nhận hoa chúc mừng, cũng không ăn bánh sinh nhật vào ngày hôm đó. Theo dân gian truyền lại ấy, là như vậy sẽ tránh được những điều đại kỵ trong Tết Thanh Minh, giúp gia chủ, nói chung ấy, giúp cho những người già hưởng được thêm phúc lộc, phúc thọ và được bình an. Tương tự, kết hôn là cái chuyện đại sự của đời người, cũng không thích hợp tổ chức vào cái thời điểm này. Đám cưới là cái chuyện vui mừng, thường là tổ chức rình rang, mà cái Tết Thanh Minh ấy, thì âm phần nó cần phải thanh tịnh. Hoạt động chủ yếu là gì? Tế lễ, tảo mộ, tưởng nhớ đến những người đã khuất. Nên làm lễ kết hôn không những không được may mắn mà còn có phần bất kính với tổ tiên. Hơn nữa, cái thời điểm này thì trời thường có mưa phùn rả rích, đường xá thì ướt áp, nói chung là lấm bẩn, ách tắc. Mọi người ai cũng gì bận rộn với cái việc đi tảo mộ, thắp nhang, nên là sắp xếp thời gian đi đám cưới thì có phần khó khăn hơn. Nếu mà có đi được thì cũng chỉ là tiện đường qua uống chén rượu cho vui, tạo cảm giác là đám cưới của bạn không được gì, không được coi trọng lắm. Ngoài ra, nếu mà do nhiều cái nguyên nhân mà không thể đi tảo mộ, thì quý vị cũng nên là gì hạn chế tổ chức cái tiệc vui mừng giải trí, càng không nên chửi bới đánh nhau hay là có những lời báng bổ đến thần thánh, kẻo lại rước họa vào thân. Thứ sáu
là kiêng kỵ mặc quần áo màu mè sặc sỡ. Quý vị thân mến, theo quan niệm của dân gian, trong những ngày Tết Thanh Minh đặc biệt cấm kỵ mặc những đồ sặc sỡ, ngay cả nội y hay là trang sức đi kèm thì cũng phải gì chú ý không dùng màu đỏ, không mang các lễ vật kim loại dễ gây tiếng động. Có người lại cho rằng cái dịp này thì nên mặc quần áo rực rỡ màu đỏ màu vàng, còn quần áo màu đen thì xui nên là dễ nhiễm âm khí đó. Thì đây cũng là cái suy nghĩ sai lầm. Tết Thanh Minh đi tảo mộ là cái việc quan trọng, thể hiện cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, mặc trang trọng thanh lịch chỉnh tề cũng chính là để tỏ tấm lòng thành kính đối với những người đã khuất. Đổi tối màu như màu đen, màu tím không chỉ trang trọng, nghiêm túc mà còn là cái màu sắc thể hiện cho cái sự nhung nhớ, tiếc thương với những người đã khuất. Tuy nhiên, người có sức khỏe không tốt như là phụ nữ hay là trẻ em trong thời gian này có thể là gì? Mang theo những cái đồ phong thủy để gì? Trừ tà, trấn quỷ. Thứ bảy, kiêng kỵ đi du lịch hay là thăm hỏi bạn bè, người thân. Quý vị thân mến, tốt nhất là nên tránh cái Tết Thanh Minh, chọn dịp khác để thăm bạn bè, người thân. Lúc này thì đến trên nhà thì chẳng những là gì không phụ thích hợp mà còn kém phần may mắn, là cái điểm xấu cho cả khách và gia chủ. Nếu mà thực sự cần thiết thì quý vị có thể hẹn gặp ở bên ngoài là cái thời điểm thích hợp nhất. Du lịch cũng là một cái điều kiêng kỵ trong cái thời điểm Tết Thanh Minh. Đây là cái khoảng thời gian dành cho việc tảo mộ, cúng tế, tổ tiên để tỏ lòng thành kính, biết ơn và trân trọng quá khứ. Chỉ nên là kết hợp tảo mộ cùng với cái việc là về thăm lại cố hương, hít thở cái không khí trong lành của mùa xuân nơi thôn dã. Nếu mà lỡ xếp lịch đi chơi vào cái thời điểm này thì phải đặc biệt chú ý tránh đi đến những cái nơi mà núi non có nhiều người đi tế lễ, không được nói chuyện xui rủi, càng không được buông lời bất kính với những người đã khuất. Ban đêm thì cũng nên hạn chế các hoạt động vui chơi giải trí khi mà đi thuê nhà nghỉ, khách sạn, tránh chọn cái phòng khuất nằm cuối hành lang. Nếu phải để giày dép ở bên ngoài cửa phòng thì cũng nên để mũi giày hướng ra ngoài, không nên ở một mình ở nơi hoang vắng vì dễ bị tổn hao về nguyên khí. Kiêng kỵ thứ 8, để tóc phủ trước trán đấy, hoặc là mua giày trong Tết Thanh Minh. Quý vị thân mến, trong dân gian ấy thì Tết Thanh Minh còn được gọi là tiết quỷ, bởi đây là lúc mà âm khí rất là vượng, ma quỷ thì nhiễu nhương. Trong thời gian này, nếu mà có việc phải đi đêm ấy, thì phải đeo theo một cái vật hộ thân. Quý vị có thể dùng cái cành dâu tằm hoặc là gì, cái cành liễu, hoặc là những bùa may mắn, những vật phẩm phong thủy đã được khai quang chỉ chú, như là cái minh quang pháp bảo, hoặc là cái gì, cái bát bảo tâm kinh, hoặc là gì, một cái mặt dây chuyền là gì, vạn phúc chi nhân. Vật phẩm được khai quang chỉ chú thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vật phẩm này nhé, mang lại cái sự bình an may mắn cho mình. Quý vị đặc biệt phải nhớ, trong khi đi tảo mộ cũng cần phải để lộ trán, vì theo quan niệm của dân gian thì trán chính là cánh cửa vận mệnh của con người, là nơi mà gì đèn thần soi rọi, không nên để tóc phủ che kín trán. Trong cái thời gian này thì cũng không nên mua giày mới, bởi trong tiếng Hán chữ giày có nghĩa là gì? Chữ hài đấy, và chữ tà thì đồng âm, mua giày sẽ không được may mắn, dễ bị tà ma theo đuổi. Nếu không chú ý, lỡ mua giày vào cái dịp này thì quý vị nên lấy giấy đỏ bọc lại để ngoài cửa đấy, một ngày thì sáng hôm sau mới mở ra và đốt lớp giấy bọc đó đi. Kiêng kỵ thứ 9 là chồng mất 3 năm đầu thì vợ không được đi tảo mộ. Quý vị thân mến, một trong những điều kiêng kỵ trong Tết Thanh Minh mà dân gian truyền lại, nếu mà chồng mới mất ấy, trong vòng 3 năm đầu thì người vợ không được đi tảo mộ. Nếu không cẩn thận ấy, phạm phải sẽ bị ảnh hưởng đến cái vận khí của người vợ. Nếu mà cải giá thì người chồng sau có thể bị khắc đó. Con cái thì cũng yếu ớt và dễ bị bệnh tật. Tuy nhiên đây chỉ là cái phong tục của một số địa phương. Nếu mà nơi các bạn đang sống ấy, mà có kiêng kỵ điều này thì tốt nhất là cũng nên tuân theo, tránh sau này gặp phải những chuyện phiền toái thì lại phải suy nghĩ. Còn nếu nơi bạn không có cái phong tục này thì cũng có thể là hoàn toàn bỏ qua nhé, để cho yên tâm. Thứ 10, ăn đồ mặn khi đi tảo mộ. Quý vị thân mến, cái ngày tảo mộ ấy thì từ sáng sớm đến cái lúc nơi đến nơi cúng tế thì không nên ăn đồ mặn. Quần áo thì phải sạch sẽ chỉnh tề, thể hiện cái sự tôn trọng với những người đã khuất. Đồ ăn có thể lựa chọn các loại đồ chay tịnh, để bánh trái, hoa quả. Lễ cúng cũng nên là lễ chay, bởi dân gian quan niệm đấy, được ăn chay niệm Phật thì mới dễ dàng được siêu thoát. Lễ cúng thì nên có hoa tươi, xôi, quản, trái cây, chay nước, gạo, muối, bơ, bỏng,
và chén mật ong. Có thể chọn các loại hoa cúc vàng hoặc hoa cúc trắng để thể hiện cái sự nhung nhớ của con cháu đối với ông bà tổ tiên. Thứ 11, người có da mặt sạm đen, hắc khí bao phủ thì không nên đi tảo mộ. Thưa quý vị, ngày tảo mộ thì nếu mà thấy trước trán có quầng đen hay là có một khoảng tối khi ẩn khi hiện dưới cái làn da ấy, thì có nghĩa là cái vận khí của những người đó rất xấu, nên tránh đi tảo mộ. Nếu nhất định phải đi thì có thể mang theo một cái vật hộ thân, như là cái minh quang pháp bảo để được khai quang chỉ chú, để mang được cái điểm lành, tránh điểm dữ. Đó có thể là các vật phẩm phong thủy hộ mệnh như bùa may mắn đó. Thì ngoài ra những người có sức khỏe yếu mới ốm dậy, hoặc là những người mới đụng dao kéo, hoặc phụ nữ có thai, hoặc là đang trong thời kỳ kinh nguyệt thì cũng không nên ra ngoài nhiều vào trong dịp này, càng không nên đi tảo mộ. Ngoài cái vấn đề tâm linh ấy, thì đây cũng được xem là gì, cái thời điểm giao thông nó ách tắc, thời tiết nồm ẩm hoặc là gì nắng gắt, những người yếu dễ bị bệnh và nên ở nhà để giữ gìn sức khỏe thì hơn. Kiêng kỵ thứ 12 là dừng chân quá lâu ở nơi hoang vắng. Có những gia đình đi tảo mộ, mộ phần tổ tiên ấy, được đặt xa ở cái nơi ở, phải đi qua nhiều cái khu vực hẻo lánh, ít người qua lại, tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ. Tốt nhất là nên đi theo cái lộ trình đã định sẵn, chọn những cái con đường mà mọi người hay phải đi để tránh dừng chân lâu ở một cái nơi hoang vắng, để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người đi cùng. Hơn nữa, theo quan niệm phong thủy thì đi đến những nơi như vậy sẽ thường dễ bị nhiễm tà, bởi nếu mà thật sự cần thiết thì quý vị nên đi cùng nhiều người thì hơn. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 12 cái điều cấm kỵ trong ngày Tết Thanh Minh. Hy vọng những cái thông tin này sẽ giúp quý vị và các bạn nắm rõ được những cái điều đại kỵ, và quý vị sẽ có được một cái Tết Thanh Minh may mắn, bình an. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.